Anh chị ăn cơm chưa? Xin chào các bạn, chào mừng các chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Tôi là Đăng Dương, nhà môi giới bất động sản. Trong thời gian vừa qua thì anh chị thấy không biết là Dương đi đâu mà ít làm những video như vậy. Thì đợt vừa rồi ấy thì Dương khá là bận khi mà phải set up một văn phòng mới. Và hôm nay video này thì Dương sẽ giới thiệu với anh chị và các bạn về địa chỉ văn phòng mới của Đăng Dương. Hiện giờ thì đây Dương đang ở tầng 2 và địa chỉ văn phòng ấy là căn B1603 shop house của dự án Hoàng Huy Mon, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Và Dương đang ở tầng 2 thì giới thiệu với anh chị và các bạn, đây là không gian tầng 2 chỗ các anh em chuyên viên tư vấn bất động sản ngồi đây. Và ở trên tầng 3, tầng 4 thì sẽ có phòng họp, phòng giám đốc, rồi phòng marketing. Đó. Và nếu anh chị nào mà muốn tham quan chi tiết hơn nữa thì xin mời anh chị và các bạn qua đây. Ở dưới tầng 1 thì sẽ có một quán cà phê. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi uống nước, uống trà và trao đổi về những câu chuyện bất động sản. Và video hôm nay thì ngoài việc giới thiệu về văn phòng thì Dương cũng sẽ giới thiệu với anh chị và các bạn về một số những cái không gian xung quanh đây và tại sao Dương lại lựa chọn vị trí này để mà mở văn phòng, để mà làm việc. Thì bây giờ xin mời chị các bạn cùng theo chân Dương, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa. Rồi, đợi chút Dương sẽ tắt điện, sau đấy thì chúng ta sẽ đi xuống dưới. Ok. Đó. Rồi, anh chị hãy cùng theo chân Dương để chúng ta đi ăn trưa nhá. Đây, bên dưới đây là tầng 1 là quán cà phê Live Coffee. Chị chủ quán tên là Phương, rất là xinh gái. Đấy, sắp tới chị cũng sẽ bán dự án cùng với Dương. Em đi ăn này. Đó. Thì mọi người qua đây thì chúng ta sẽ ngồi ở dưới tầng 1 này uống cà phê. Còn nếu như chúng ta cần trao đổi về những cái công việc cụ thể chi tiết hơn thì chúng ta sẽ lên trên tầng 2, tầng 3 hoặc là tầng 4. Đây là không gian bên ngoài đấy, của văn phòng. Đấy, không gian bên ngoài. Đó, thì đây là căn B1603 Hoàng Huy Mon với 4 tầng anh chị nhá. Đây là Dương sẽ quay đây một chút. Đó, 4 tầng. Đó. Và nằm ở trên mặt đường này. Đây là con đường đi gọi là đường chạy lẻ, rất là rộng. Đường có đường hai chiều và không có giải phân cách cứng. Và mọi người có biết là với con đường này thì chuyện gì đã xảy ra với dự án Hoàng Huy hay không? Thì chúng ta sẽ vừa đi vừa trao đổi với nhau. Thì Hoàng Huy Mon là một dự án mà Dương cũng đã nói rất là nhiều trong rất là nhiều video. Và có nhiều nhà đầu tư ở đây thì cũng đã thắng lợi. Họ cũng không cần phải ra ngoại thành, họ tìm những đất nền bên ngoài ngoại thành làm gì. Họ sở hữu một căn nhà ở đây. Và với những cái căn liền kề ấy, thì đợt trước giá nếu mà mới mở bán ấy, thì khoảng chừng tầm 4 tỷ 3, 4 tỷ 4 một căn. Đấy. Nhưng mà hiện giờ thì đều lên cái mức giá khoảng tầm 5 tỷ 7 đến 6 tỷ một căn liền kề. Còn một căn shop house như này ấy, một căn shop house như này thì giá hiện giờ khoảng tầm 10 đến 12 tỷ một căn, tùy căn nhá. Đấy, shop house này. Cả một cái dãy shop house này rất là đẹp. Thì Dương sẽ vừa đi, chúng ta sẽ vừa nói chuyện với mọi người để làm sao, tại sao giá ở đây nó lại tăng như vậy. Tăng như vậy là tăng gần gấp đôi ấy. Có một số vị trí thì nó tăng gấp đôi. Lý do là bởi vì là xuyên suốt trục đường từ cầu Dầu 2 này xuống đến khu siêu thị Nhật này. Sau đấy thì đường từ Hồ Sen, cầu Dầu 2 đi vào trong trung tâm thành phố ấy, cả một cái dọc đường đấy là không hề có những cái lô đất nền nào bán cả, mà chỉ có những cái dự án thôi. Dự án của Vin này, dự án của Waterfront City này. Nhiều anh chị gọi cho Dương hỏi mua đất ở những mặt đường đấy nhưng mà nó không có. Đấy, đấy là đường Võ Nguyên Giáp nhá. Và đường Võ Nguyên Giáp thì nó là một cái đường gọi là có giải phân cách cứng hai chiều. Và cái việc đi lại ấy, nó cũng không hoàn toàn là thuận tiện bằng con đường này. Bằng con đường này. Đấy. Và mọi người sắp tới mọi người sẽ thấy là cái khu vực này ấy, là rất nhiều những đơn vị văn phòng nhà đất giống như Dương sẽ về đây. Hiện giờ thì ở cái mặt này thì đang có 2 văn phòng rồi. Còn nếu như ở bên trong này, đối với bên trong này thì có khoảng tầm 4 đến 5 văn phòng nữa. Và cái khu này chắc chắn là nó sẽ rất là sầm uất. Anh em cứ trêu đùa với nhau là phố bất động sản là đang hình thành đến đây rồi. Và một cái lý do khiến cho các phố bất động sản này nó hình thành ấy, đây chính là do cái vị trí lô góc này. Đây. Đó. Ở đây là 3 hectare quỹ đất đã được gọi là quyết định là xây dựng lên dự án chung cư Hoàng Huy Commerce. Và như mọi người thấy thì đợt này Dương cũng đang làm những cái video nói về xu hướng chung cư ở Hải Phòng. Và sẽ có rất là nhiều khía cạnh khi mà nói đến việc mua chung cư, mua để ở, mua để đầu tư. Trong việc đầu tư thì cũng có lướt sóng này, trung hạn này, hoặc là đầu tư để khai thác dòng tiền cho thuê. Đó, còn mua để ở thì cũng có rất là nhiều những lý do để mà mua để ở. Thì lần lượt qua các video thì Dương sẽ cùng phân tích với anh chị và các bạn. Còn về cái xu hướng ở chung cư ấy, nó có hay không ấy, thì thực ra ấy, các bạn anh chị cứ chờ xem có hay không thì rồi anh chị sẽ thấy. Đấy, thì Dương đi bộ một đoạn ngắn thôi là ra một cái ngã tư rồi. Đây, cái ngã tư này là ngã tư giao giữa cái đường chạy lẻ, còn lối sang bên kia là đường gọi là đường 63 Thiên Lôi nhưng thực tế hay gọi là đường cà phê 12 giờ. Đó, thì cái đường bên đấy ấy, hiện giờ thì cũng mức giá thì nếu mà đất ấy, thì khoảng tầm đâu đấy khoảng trên dưới nhá, khoảng tầm 80 đến 100 triệu mét vuông tùy từng vị trí. Thì đây nó là một cái ngã tư rất là đẹp, tòa chung cư thì sẽ mọc lên ở đây. Đó, nếu như chúng ta đi thẳng cái nối này xuống thì là sẽ ra cầu Dầu 2. Và phía chân cầu Dầu 2 thì có nhiều cái dự án của Vin này, của Hoàng Huy này. À, không có của Hoàng Huy mà của Vin này, của Water này, rồi có những cái tòa chung cư ở đấy. Đây, giao thông đây buổi trưa. Và cái tuyến đường này ấy, tuyến đường Võ Nguyên Giáp này sau lối vào Hồ Sen cầu Dầu 2 này, nó sẽ là một cái tuyến đường mà nó khác với tuyến đường Lạch Tray cũng như khác với tuyến đường Lê Hồng Phong. Anh chị có biết nó khác ở chỗ nào không? Tuyến đường Lạch Tray ấy thì là về cái mặt quy hoạch ấy, thì hiện giờ rất là khó để mà quy hoạch lại được những cái về những cái công trình cao tầng hoặc là những cái tòa nhà hoặc là những cái khu vực gọi là mang tính chất là nói là gọi như nó phân lô ra nó đẹp ấy. Đấy, còn đường Lê Hồng Phong thì lại quá đẹp. Đường Lê Hồng Phong thì quá đẹp với cái tính chất là nhiều nhà cao tầng, nhiều lô biệt thự, nhưng đấy là con đường đấy là nó thiên về cái vấn đề giao thông đi lại ở cái phía kiểu như một cái dạng vành đai. Nó không giống như là con đường Hồ Sen cầu Dầu 2 này là gì? Con đường Hồ Sen cầu Dầu 2 này là nó sẽ chỉ có một cái con đường chạy xuyên suốt thế này, và khi mà chúng ta đi vào là tức là dân họ đi ra cái đường này nó rất là dễ, đặc biệt là đi lên trên kia là đường Hồ Sen cầu Dầu 2 đi rất là dễ. Nó không giống như đường Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong thì bên trong là toàn những cái tuyến 2, tuyến 3, phân lô bán lèn, rồi là những cái lô biệt thự lớn ấy. Tức là cái mật độ ở đấy nó không đông, nó không nhiều. Và mọi người thì nếu như chúng ta đã chú ý đọc báo thì vừa rồi cũng thấy là thành phố Hải Phòng có đấu giá những cái quỹ đất nằm trên mặt đường Hồ Sen cầu Dầu 2. Và cái quỹ đất đấy ấy, là đây là một cái, Dương nghĩ là một cái kích thích cái việc mà xây dựng lên những cái tòa nhà văn phòng, tòa nhà cao ốc ở mặt đường Hồ Sen cầu Dầu 2 để mà nó làm đẹp cho cái bộ mặt đô thị của thành phố. Và Dương nghĩ rằng nếu mà trong thời gian tới có những cái chủ đầu tư, thực tế là Dương biết là cũng đã có những chủ đầu tư họ đã về đấy rồi và họ đã có những cái kế hoạch họ chuẩn bị, họ xây dựng lên những cái tòa cao ốc ở trên mặt đường Hồ Sen cầu Dầu 2. Và đó là lý do tại sao là cái quỹ đất mặt đường Hồ Sen cầu Dầu 2 ấy, nhiều người cũng có tìm hiểu mua ấy, nhưng mà cũng có một số ít người mua thôi chứ không phải ai dám mua, bởi vì thực tế là nó sẽ có quy hoạch giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là tái định cư lại những cái lô ở đấy và xây lên những cái tòa cao tầng ở đấy. Đó. Do đó thì trong tương lai thì cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp với đường Hồ Sen cầu Dầu 2 này ấy, nó sẽ có nhiều văn phòng. Và Dương nghĩ rằng cái con đường này nó sẽ là hội tụ của cái gì? Hội tụ của đường Lê Hồng Phong và đường Lạch Tray. Đấy, nó giống đường Lê Hồng Phong ở cái chỗ là nó sẽ có những cái tòa nhà cao ốc, văn phòng. Nó giống đường Lạch Tray ở chỗ là cái kết nối hai bên ấy, hai bên ở con đường ấy nó đi ra nó dễ, bởi vì người dân sinh sống ở trong đấy nó nhiều. Đấy, nó không giống như là đường Lê Hồng Phong là người dân ở bên trong thì cũng có, nhưng mà chúng ta phải qua tuyến 2, tuyến 3 chúng ta vào sâu bên trong. Và cái mật độ thì thực sự nó cũng không có, dân ấy nó không quá nhiều, giống như là xung quanh hai bên đường Lạch Tray. Thì ở đây cũng thế. Thì nói thì khu vực quận Lê Chân này nó vẫn là cái khu vực phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm vẫn là rốn của quận Lê Chân với những cái tiện ích. Khu đô thị thì Dương cũng đã có nói rồi đúng không? Và đây, Dương đi bộ bây giờ là khoảng tầm 5 phút thì là phía này là siêu thị Nhật. Đó. Và khi mà Dương chuyển văn phòng ở đây thì thấy mọi thứ rất là tiện. Buổi trưa thì chúng ta có thể là đi bộ sang siêu thị này, chúng ta ăn trưa, nghỉ ngơi và tranh thủ cái giờ nghỉ trưa chúng ta có thể vào đây chúng ta mua sắm một ít đồ. Thì lát nữa Dương vào đấy Dương sẽ mua sắm một ít đồ. Và liệu rằng xu hướng nhà ở chung cư sẽ có hình thành được tại Hải Phòng trong vòng 1 đến 2 năm nữa hay không, và liệu rằng dự án mà Dương đang phân phối đấy là Hoàng Huy Commerce thì sẽ đến được tay bao nhiêu anh chị và các bạn, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Thì video hôm nay thì là một dạng vlog ngắn, và Dương muốn chia sẻ với anh chị và các bạn về vị trí văn phòng mới của Dương. Và mọi người sẽ thấy rằng Dương sẽ ít xuất hiện ở những cái thị trường đất nền ngoại thành. Thực tế là đất nền ngoại thành là những cái sản phẩm đầu tư cũng khá là tốt. Tuy nhiên ấy, để mà tìm kiếm được những cái sản phẩm như vậy ấy, thì cũng khó. Và thứ hai nữa là xét về cơ bản ấy, Dương sẽ không thể phục vụ được nhiều nhất số lượng anh chị có thể. Do đó thì Dương muốn phân phối những dự án bất động sản theo những cái chủ đầu tư lớn, như là ở Hải Phòng thì sẽ có Hoàng Huy, sẽ có Vingroup, và sắp tới thì sẽ có một số các chủ đầu tư khác. Và thực tế đã chứng minh rằng ấy, không phải là mỗi đất nền thì chúng ta mới có thể x2, mà những dự án giống như của Vin, của Hoàng Huy ở ngay tại Hải Phòng thôi là cũng đã x2 rồi. Vin Marina cũng đã có những sản phẩm x2 rồi, Hoàng Huy cũng có những sản phẩm x2 đó. Còn tiếp theo những dự án nào sẽ được triển khai thì anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi trên kênh Nhà Đẹp Đăng Dương nhé. Bây giờ thì Dương phải đi ăn trưa đây. Cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt anh chị và các bạn.